Giải thưởng của tôi đi đôi với những gì giành được với đội tuyển, Messi nói sau khi giành quả bóng vàng 2023. Đây là món quà cho toàn đội và toàn đất nước Argentina. Messi cũng nhắc đến Erling Haaland và Kylian Mbappe, hai cầu thủ xếp ngay sau trong cuộc đua. Anh cho rằng hai đối thủ đều đã có một năm đáng kinh ngạc cả về mặt cá nhân lẫn tập thể. Haaland đã có một năm ngoạn mục và giành được mọi thứ, Messi nói thêm. Tôi không nghi ngờ rằng trong những năm tới, cậu ấy và Mbappe sẽ giành được giải thưởng này. Messi giành quả bóng vàng 2023 tại Paris, Pháp tối 30 tháng 10. Ảnh AFP Messi cũng thừa nhận buổi lễ còn quy tụ nhiều tài năng trẻ khác. Anh tin rằng với những cầu thủ đó, anh sẽ tiếp tục được chứng kiến bóng đá đẹp trong thời gian dài sắp tới. Messi cho rằng các thế hệ cầu thủ liên tục thay đổi nhưng đẳng cấp không bao giờ giảm xuống. Nhìn lại sự nghiệp, Messi thừa nhận không nghĩ sẽ có ngày đạt được mọi mục tiêu bóng đá như hiện tại. Anh cho rằng việc được thi đấu cho những đội bóng hay nhất thế giới và hay nhất trong lịch sử như Barca và tuyển Argentina là lý do giúp anh giành danh hiệu cùng các giải thưởng cá nhân dễ hơn. Messi nhớ lại những trận đấu khó khăn với tuyển Argentina, gồm cả trận gia quân World Cup 2022 thua Saudi Arabia 1-2. Tôi đã có những khoảnh khắc tồi tệ và chơi không tốt, Messi nói thêm. Dù vậy, chơi chưa bao giờ buông tay. Tôi đã chiến đấu không ngừng vì khát khao vô địch Copa America và World Cup. Tôi tự hào vì đã không ngừng cố gắng. Sau quả bóng vàng 2023, Messi sẽ tiếp tục tận hưởng bóng đá. Tiền đạo 36 tuổi vẫn muốn có thêm niềm vui sân cỏ dù không còn chơi tại châu Âu. Điều duy nhất còn lại là tiếp tục tận hưởng bóng đá. Messi cho hay: "Tôi chưa bao giờ ngừng tận hưởng bóng đá. Đó là điều mà tôi thích làm. Chỉ cần có thể tiếp tục thi đấu, tôi sẽ tiếp tục tận hưởng." Quả bóng vàng 2023 là quả bóng vàng thứ 8 trong sự nghiệp của Messi.